Mà chúng ta học sang chương mới nha. Mà chúng ta học sang chương 9 là nói về show. Thì show chúng ta biết rồi, show là một cái dạng, là một trong những cái dữ liệu lõi của Python. À, tôi nhắc lại một chút về 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 show. À, thì ở trong Python thì nó không có cái kiểu dữ liệu là ký tự, nó chỉ có show thôi. Ta có thể nghĩa ta tạo ra một cái show kiểu như thế này, ví dụ như thế này. Ta có thể có bất kỳ một cái ký tự nào đó như thế này. Được cho hai trong được mô tả trong dấu hai dấu nháy đơn hoặc là nháy đúp như thế kia nhé. Thì ta biết rồi là show là một kiểu dữ liệu thùng mà không thể thay đổi. Chúng ta có thể truy cập vào từng cái phần tử một của show. Thì show đó đánh chỉ số từ 0 trở đi. Từ 0 trở đi, gọi là S0 là cái phần tử đầu tiên của cái từ đầu tiên của show. Còn cái vị trí cuối cùng là len, là cái chỉ số là len của S. Ta bây giờ học chúng ta học cái này rồi đúng không? Len len của S trừ 1. Chung là len len của S là độ dài của show. Nhưng mà cái chỉ số của phần tử cuối cùng là len của S trừ 1. Hay chúng ta có thể viết ngắn gọn là S của trừ 1 cũng được. Thì đây nó quy định cái chỉ số âm. Đó, thì đối với show thì chúng ta có thể thực hiện những cái thao tác để truy cập vào các chỉ số giống như là đối với dãy, đối với list, hay là đối với kiểu tuple. Nhưng mà cái điểm khác biệt là đối với show của chúng ta không thể thay đổi, thì khi chúng ta đã tạo ra một show rồi thì chúng ta không thể thay đổi, vì lệnh này là không được, lệnh này là nó sẽ báo một lỗi này. Nhưng mà show là một cái kiểu dữ liệu người ta gọi là tuần tự, tức là chúng ta được quyền thực hiện cái lệnh for, lệnh và lệnh in, lệnh kiểm tra xong một phần tử, một cái ký tự có nằm trên một show không. Thì tôi có thể viết là a là một ký tự đúng không, in s hay là không, thì máy sẽ báo là đúng hay là sai đó. Và chúng ta có thể dùng cái lệnh là for ch in s print print ch này đó. Thì là đây là cái lệnh for, lệnh duyệt, lệnh for, lệnh lệnh lọc của một cái biến nhớ chạy trên một cái show. Cái này đúng 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 đối với cả dãy, cả list, cả tuple. Chúng ta có thể làm như này. Đó, in ra tất cả các phần tử, các ký tự của một cái show. Đó, thì đó là cái tổng quan về show chúng ta biết rồi đúng không ạ? Show là cái kiểu dữ liệu ban đầu, tức là khi ta bắt đầu dạy cho học sinh thì đầu tiên chúng ta dạy ngay về show. Nhưng mà chỉ đến bài hôm nay chúng ta mới học sâu hơn về sâu. Bây giờ tôi kiểm tra lại một chút về kiểu sâu nhá. Đây, như vậy là S là kiểu dữ liệu là sâu rồi. Thì nó là type S. Nó là cái lớp str. Đây, các thấy lớp str. Và chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái lớp này nó có những cái phương thức nào. Thế đây chính là các cái phương thức, có khá nhiều phương thức mà chúng ta cần phải học đối với show show ký tự, được chưa? Thì chúng ta sẽ học một vài cái ở trong cái này, trong những cái phương thức này có một số phương thức rất là quan trọng. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Bây giờ tôi mô tả đầu tiên là như thế này. Thì Python là cái ngữ mà nó hỗ trợ cái bảng mạng Unicode hoàn toàn, cho nên là mỗi 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 một phần tử của ASCII của show thì nó hiểu đó là một ký tự trong cái bảng mã là Unicode. Nếu mà cái vị trí của cái ký tự đó mà nằm trong nhỏ hơn là 256 thì nó hiểu đó là trong bảng mã ASCII, còn lớn 256 thì nó hiểu đó là xem cái bảng mã Unicode, được chưa? Và đối với ví dụ như chúng ta ví dụ CH, chúng ta nó là một cái nó là một ký tự, thì chúng ta có những hàm như này. Thì đầu tiên là cái hàm là cái hàm là
Order. CH. À, cái hàm, tôi nhắc lại, cái hàm order là cái hàm mà nó không phải là một phương thức của sâu nhé, nhưng mà chúng ta có thể dùng nó là một cái hàm, nó là cái order, là cái hàm hàm cái hàm có định, có sẵn, hàm mặc định của sẵn Python, và nó chỉ ra cái vị trí của cái tự này trong bảng mã Unicode hay là bảng mã ASCII. Như vậy là cái từ A là có cái số thứ tự là 65, hay chính là cái mã hóa của cái từ A trong bảng mã ASCII nhé. Đây, bây tôi kiểm cho một cái từ nó phức tạp hơn, như là chữ D hoa của tiếng Việt. Là kiểu nó là cái từ này, là cái từ cái chữ này là cái trong bảng mã Unicode, thì như vậy cái order của đó là 272. Đây, ta tìm cái tìm kiếm một cái từ nó phức tạp hơn nhé, như là ư chẳng hạn, ớ như này chẳng hạn, thì mày vẫn hiểu hết. Thì cái từ ớ này, chữ ớ này là 226, đại khái là như thế nhé. Thì cái hàm ngược lại của cái hàm order là cái hàm CH nè. Cái hàm ngược lại của cái hàm là cái hàm CHR. Thì như là cái tự cái số cái tự ứng với cái giá trị 12 này, này tôi là 12 không? CHR của cái tự như là 100 chẳng hạn, thì nó là cái tự D, cái tự D nhé. CHR của cái tự như là vượt quá đi 1.000 chẳng hạn, nằm ở trong cái bảng mã Unicode đi, thì nó là cái tự kia đó. Thì như vậy là cái hai cái hàm mà có sẵn trong thư viện của Python là cái hàm order và hàm CHR, là cái hàm nó ngược nhau. Đó, thì chúng ta biết sơ vậy nhé. Thì bây giờ chúng ta đi vào các cái chúng ta đi vào các cái đây những cái phương thức của cái lớp mà sâu ký tự. Thì ta đi vào một vài cái nhé. Ví dụ như tôi biết là tôi tạo ra một cái sâu S, thì sâu S là như này nhé. Bây giờ thì đầu tiên ta có cái hàm upper. Cái hàm upper thì cái hàm upper này là nó sẽ biến đổi cái sâu S này lên chữ cái hoàn toàn. Mà chúng ta chú ý nhé, tức là cái hàm này là cái hàm mà rất hay, là nó đã hỗ trợ hoàn toàn chữ Unicode, và trong đó là hỗ trợ cả tiếng Việt nữa. Ví dụ như này, cái chữ D á ớ này nhá, ớ này nhá, nhưng mà tôi viết là upper như này, kiểm tra một chút thì nó sẽ lên là chữ á đúng không? Đấy. Đấy, như vậy là đây là cái từ mà nó không nằm trong một mã ASCII, nằm trong một mã Unicode, thì máy đã bảo đảm khi đưa lên chữ hoa thì nó đúng là cái chữ cái tiếng Việt. Đây là cái chữ hoa của chữ này. Đó. Như vậy là cái hàm upper, và ngược lại là cái hàm lower là cái hàm là nó là hỗ trợ hoàn toàn cho tiếng Việt mà người ta có thể dùng nó được. Ví dụ tôi lấy ví dụ nhé. Tôi lấy CH bằng cái chữ cái hoa. Chữ cái hoa. Ví dụ như là này nhé, đó thì bây giờ tôi có thể chuyển xuống chữ chữ cái thường, thì biết là lấy như này, nó chuyển xuống chữ ơ nhỏ. Chú ý là cái hàm này nó trả lại một cái số ký tự khác trên bản thân CH, không thay đổi CH, nó vẫn đi cũ, CH nó vẫn là ơ hoa, nhưng mà tôi biết như là CH1 bằng CH lau ở. Thì như vậy nó sẽ đưa xuống cái chữ in thường. Như vậy tổng quát thì S là một cái sâu ký tự bất kỳ, thì ta có cái hai hàm upper và lower là cái hàm chuyển đổi toàn bộ tất cả các cái tự của cái chữ cái đó, của cái sâu ký tự đó lên chữ hoa hoặc xuống chữ thường. Nhưng mà quan trọng nhất này là hỗ trợ hoàn toàn cho tiếng Việt đó. Tức là máy đã tự động tính toán như một cách nào đó và chúng ta không hiểu được, nhưng mà là hỗ trợ cho cái việc là chuyển đổi chữ hoa chữ thường cũng là cái việc. Chú ý rằng là đối với bảng mã Unicode thì nó không tuân thủ cái nó không tuân thủ cái công thức là cái mã hóa của một chữ cái hoa,
cộng với 32 là bằng mã hóa của chữ cái thường, không phải như vậy, nhưng mà máy tính nhân vẫn hiểu được chuyện này, chuyện hoàn toàn nhé. Đây là cái hàm đầu tiên chúng ta biết. Tiếp theo chúng ta sẽ học tiếp mà một cái hàm nữa, là cái hàm mà tôi rất quan trọng, là cái hàm mà làm, là cái hàm mà khi mà nó sẽ, khi chúng ta nhập mà sâu mà có thừa các cái chữ trống ở bên phải và bên trái thì chúng ta có thể dùng cái hàm làm L strip. L strip là cái hàm dùng để mà cắt cắt trái, hay là L strip là hàm cắt phải, cắt phải L, và hàm cắt cả hai bên là strip không thôi, là nó cắt, là nó cắt cắt cả hai bên. Ví dụ như này nhé, ví dụ tôi nhập một cái họ tên như này, họ tên đang chỉ phải có một chữ thôi, nhưng mà thấy biết nhầm như này này, biết sai lầm tí. Bùi này, Việt này, Hà này, đấy, tôi có nhầm phải rất thừa nhiều cái chữ trống ở hai bên như này. Đó thì khi chúng ta có thể viết họ tên này là L switch thì nó sẽ cắt bên trái, nó trả lại một cái bằng cắt cắt cái từ các cái cơ dông cách bên trái của cái chữ họ tên. Còn nếu mà chúng ta gọi cái chữ là error, cái phương thức là error strip thì nó sẽ cắt bên phải của cái chữ họ tên kia, hoặc chúng ta muốn cắt cả hai bên thì chúng ta dùng lệnh này họ tên chấm strip không thôi, strip không thôi. Thì nó cắt cả hai bên, được chưa? Thì đó là một số những cái hàm ban đầu đơn giản nhé, các bạn có thể đọc thêm. Rồi bây giờ tôi nói tiếp sang một số hàm nữa, là nó có cái hàm là hàm find. Cái hàm find là cái hàm rất hay. Hàm find là tìm, tìm xem là một cái số này có nằm trong một số khác hay không, và nó trả lại cái giá trị, cái chỉ số đầu tiên của cái số con này nằm trong một số con khác. Thì đối với cái hàm này thì chúng ta có thể dùng lập trình bình thường để chúng ta tính toán được, làm một toán bình thường, nhưng mà ở trong Python nó có sẵn cái hàm find như vậy nhé. Từ đây ví dụ S thì bằng, ví dụ nhé, Hà Nội thủ đô, được chưa? Đó. Thì bây giờ tôi kiểm tra xem là hàm find, xem cái chữ Huyền này này nó có nằm ở trong cái nằm ở trong số S hay không, thì nó trả lại là bao nhiêu. Đây thì nó trả lại tại vị trí không, vị trí đầu tiên, nhưng mà là cái tại tại cái chỉ số không là cái chữ Hà hiện ra đây, vì đây H là chỉ số không mà. Bây giờ tôi tìm cái chỉ số khác đi, find chỉ số như vậy là thủ chẳng hạn, nhé. Nó trả lại gì? Trả lại chỉ số là 7. Bạn đợi tôi một chút nhé. Alo. Như vậy là đối với thủ thì nó trả lại cái vị trí tìm được của cái sâu thủ này nằm trong số S thì là tại cái chỉ số số thứ 7. Bây giờ giả sử là chúng ta tìm cái chỉ số nó không có thì nó trả lại như thế nào? Thì file trả lại một số bất kỳ, đây nó không có đi thì nó trả lại như nào? Thì nó sẽ trả lại là -1. Cái hàm file là cái hàm cũng rất là hay nhé. Được chưa? Bây giờ tôi nói thêm một chút nữa, các bạn có thể xem như này, vì tôi nói thêm một chút nữa về chúng ta hình dung được cái sâu ký tự. Là ở trong sâu ký tự thì nó có thể nó chứa những cái từ đặc biệt, nó gọi là dãy thoát. Dãy thoát tức là ở trong sâu ký tự nó có một chỗ cái tự mà nó đóng vai trò đặc biệt, là thì cái sâu đó, cái tự đặc biệt đó, người ta thường nó bắt đầu bằng cái dấu chéo như thế này này, ví dụ như này nhé, tôi viết như này nhé, Hà Nội
chéo N Việt Nam. Thì cái show này, cái show S này này là nó có cái tự này, thì cái tự cứ bất cứ nào mà bắt đầu chéo bằng cái chéo S thì đây là cái tự, đó là cái dãy thoát mà nó có ý nghĩa đặc biệt. Thì các bạn người xem mở trong cuốn sách của tôi viết ở trong chương trang ở trang 125 và 126 thì có tôi mô tả vài cái dãy thoát như vậy. Nhưng là quan trọng nhất là dãy thoát là chéo N, là nó chỉ cái vị trí xuống dòng của cái số S đó nhé. Bây giờ tôi đây này, chéo N nhé, khi tôi pin nó ra, khi tôi print nó ra Quyền S có thể thấy là nó như thế nào, có thể nó xuống dòng không, Hà Nội rồi nó xuống dòng Việt Nam. Như vậy là ý nghĩa của cái chéo N này là nó để đánh vị trí xuống dòng. Như vậy là chúng ta có thể gõ một văn bản rất là dài, một văn bản rất dài, nhưng mà có thể tại vì xuống dòng là ta đánh cái chéo N này mà, thì máy hiểu đây nó chính là cái ký tự đặc biệt mà đóng vai trò là nó xuống dòng. Thế nó không bằng đặc biệt nữa, hay là chéo tab chẳng hạn, chéo t thì nó là tab đúng không? Thì các bạn có thể xem là, hay là chúng ta trong cái này vì chúng ta mà có thể viết như thế này, thì là s bằng viết tự ở đây và ta có thể gạch có hai cái chéo như này, được chưa? Thì s như thế này, nhưng tôi type nó ra, tôi print nó ra thì nó là cái gì? Print s. Thì khi khi print hai cái này thì nó có ý nghĩa như là cái vị trí này. Như vậy cái tự này này ở đằng sau cái chéo đầu tiên này thì nó cái này nó là một, nó là nó là một dãy thoát, và nó chỉ có ý nghĩa chính là một cái dấu này thôi. Cái này chính là cái này này. Đó, có ý nghĩa. Nhà thứ ba chúng tôi ra chú ý một vài điều như vậy thôi. Được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ nói sang cái phần chính của buổi hôm nay, là chúng ta sẽ học hai cái phương thức quan trọng nhất hay dùng nhất, hay dùng thường xuyên, đó là cái lệnh, cái phương thức thứ nhất nó gọi là phương thức, nó gọi là tên là split và phương thức thứ hai là phương thức là join. Có hai phương thức, thì đây là cái hai phương thức nó có vai trò là ngược nhau nhưng mà rất quan trọng. Phương thức split là chúng ta tách, từ split là tách tách một cái show chuyển sang sang dãy, chuyển sang list, và ngược lại join là gộp nối lại, từ một list nối lại thành một show. Thì đây là hai cái lệnh theo tôi là quan trọng nhất nhé. Thì ý nghĩa là cái gì? Nghĩa là như thế này, ví dụ tôi s và tôi là một cái mô tả, là một cái tên người chẳng hạn, Nguyễn Quang Vinh, lấy ví dụ thế nhé. Thì một cái hay là một văn bản bất kỳ, thì dấu cách này, cái dấu cách của các cái văn bản nó là một, là tách của các cái từ, thì cái split là mặc định là nó tách một cái show thành những cái từ độc lập với nhau, thành một dãy các từ độc lập với nhau nhé. Chúng ta dùng split đi, split chúng ta xem là cái gì nhé. Đây thì nó trả lại giá trị là một cái dãy mà bút từ của nó là một cái từ đơn ở trong cái s, ở trong cái số s đây, là một từ là Nguyễn Quang Vinh, được chưa? Như tôi gọi một cái s1, tôi gọi một cái dài hơn, một con dài hơn gì đó đúng không, Việt Nam độc lập. Đồng minh, ví dụ như thế nhé, một cái nó dài, và bên trong chúng ta có thể gõ thừa một vài dấu cách. Đấy, được chưa? Thì khi đó chúng ta dùng cái lệnh là split thì nó sẽ không quan tâm, nó sẽ tách ra thành chữ Việt Nam độc lập, đồng minh, tách ra. Như vậy nó bỏ đi tất cả các cái dấu cách thừa ở trước, đằng sau và giữa các cái từ đó, và nó tách ra. Như vậy cái lệnh split lệnh rất hay dùng, được chưa? Rồi thế bây giờ cái ngược lại của split là chúng ta có một dãy gồm mức từ đó là một show, thì nó sẽ nối lại, nó sẽ nối lại, ví dụ nha, ví dụ như này, ví dụ như là a của tôi là một cái
Đây tôi lên tôi copy cái luôn cho dễ nhé. A là cái này. A là một cái dãy, là một cái list mà mỗi phần tử của nó là một show. Được chưa? Thế thì tôi sẽ nối lại bằng lệnh sau đây. Nối lại bằng lệnh là như thế này. Dùng đây chính là cái ký tự để nối, ký tự để nối nhá. Thì tôi cứ tự nối, tôi biết là S CH đi, CH. Tự nối là dấu cách. Được chưa? Cái gì CH join nối A. Thì đây là nó sẽ trả lại là một là một show mà nối các cái là phần tử của A lại mà cách nhau bởi cái dấu CH này. Đây là CH là cái tự dùng nối. Đấy, nối lại thành như này. Nhé. Bây giờ tôi không CH tôi dùng là dấu phẩy phẩy cái này kia. Thì có được không? Được. Thì máy máy vẫn join được, máy vẫn join lại và như vậy là cái dấu phẩy này, dấu phẩy này là cái ký tự nối giữa các cái phần tử của A. Lại nhé. Việt Nam độc lập đồng minh. Đấy không? Như vậy là cái lệnh nôm na là cái lệnh split và lệnh join là hai lệnh ngược lại. Cái lệnh split nó để như này này thì mặc định là nó là giữa các từ này là có dấu, là có dấu gì là dấu cách. Còn chúng ta có thể thay thế bằng một từ khác được. Nhưng mà thực tế ít dùng lắm, thực tế ít dùng cái này lắm. Thực tế là dùng gì? Là cái này thôi, là cái này này. Là cái này này. Là cái này. Join là một này, ở đây vào đây split. Được chưa? Thế thì là rất hay dùng cái đó. Thì bây giờ tôi làm mà chúng ta sẽ làm một bài tập nhé và sẽ ứng dụng cái theo tôi là hai cái lệnh join và lệnh split là một trong những các cái phương thức mà hay dùng nhất đối với kiểu dữ liệu ở string. Chúng ta làm thử một vài bài nhé. Ví dụ như này, chúng ta thông thường là chúng ta hay khi chúng ta viết tên người hay là chúng ta gõ văn bản thì hay có thừa dấu cách. Thế bây giờ cái đầu bài là làm thế nào để cho trước một cái sâu ký tự là có thừa dấu cách, chúng ta phải trả lại một sâu mới và đã sửa hết tất cả lỗi đó, không có chuyện là thừa dấu cách được. Thì làm thế nào nhé, để lấy dụ đây sc viết lại cái lệnh này của tôi đây, sc của tôi đây nhé, đây sc đầu vào của tôi là sc, có trước một cái sâu sc là một cái văn bản bất kỳ trong đó là thể tôi có nhầm. Được chưa? Thế bây giờ điều kiện đầu bài của tôi là gì? Đầu bài của tôi làm thế nào mà tôi cần phải trả lại, vừa phải sửa lại SC để nó thành một cái show không bị lỗi nữa. Làm như nào? Thì chúng ta sẽ làm vào hai bước nhé. Bước là bước 1 là chúng ta đặt một cái S1, đặt A là S split. Split. Đấy, như vậy A nó sẽ là Python sẽ tách từng từ một của SC và đưa vào dãy A. Và bước thứ hai thì chúng ta dùng cái SC1 này chúng ta nối lại như này. Rồi. Rồi. À. Được chưa? Nối lại, và đây là SC1 đây. Được chưa? Đó như vậy nhỉ. Bây giờ tôi làm là tôi viết thành chương trình nhé. Chương trình của tôi là tôi nhập từ bàn phím một cái show bất kỳ và tôi sẽ in ra cái sâu đó nhưng mà đã sửa lỗi thừa dấu cách. Và đầu bài yêu câu đầu bài của tôi là tôi viết một cái hàm, hàm này là hàm có tính chất là sửa lỗi dấu cách. Được chưa? Rồi thì tôi làm một bài mẫu nhé. Bài mẫu là để viết một cái hàm và để sửa cái lỗi dấu cách trong các cái văn bản của chúng ta nhé. Nhập vào từ bàn phím cái sâu bất kỳ và dùng cái hàm đó ta sửa lỗi. Chưa? Rồi, chúng ta làm thử nhé. Thì đây là cái hàm sửa lỗi. Hàm sửa lỗi chính là thừa dấu cách. Đây là cái bài rất là hay, thực tế rất rất hay, chúng ta rất hay dùng. Từ mà tính của tôi đã. Hôm nay là bài số. Trong chỗ nào? À, D1 đây. Rồi, hôm nay là D6 đúng không? Nên là D6.
Rồi. Và đây là bài 1 nhé. Đây một. Rồi. Chúng ta cần viết cái hàm. Cái hàm. Hàm này là hàm dùng để sửa lỗi biến cả. Hàm nó gọi là fix lỗi. Fix nha. Str nhé. Đầu vào là s gì? Đấy. Cái hàm này là đầu vào là s gì? Có tên là fix str, đầu ra sẽ trả lại là một sâu mà hết lỗi của s gì. Ta bây giờ là đơn giản như sau nhé. Chúng ta viết chúng ta đặt a bằng s chấm split, ta vào xong cái này vừa chỉ là cái lệnh ta vào xong. Và bước thứ hai là return. Return là gì? Là này, return là cái lệnh này, lệnh join. Join. À, chỉ có mỗi này thôi. Để cho ta nhập nhé. S bằng input. Nhập. Một sâu bất kỳ, tức là bất kỳ. Sâu. Chúng ta in ra print sâu đã sửa lỗi là đúng, thì viết xuống dòng cho đẹp nhé, để cho nó đỡ phải đấy này, xuống dòng này và tôi print print cái hàm là fix str s cái chỉnh tuần ngắn như này thôi nhé. Cái bài quan trọng nhất là cái hàm này đấy, cái hàm tạo dựng cái chạy thử nhé. Đây người ta nhập vào số bất kỳ từ Việt Nam lỗi đi dân chủ cộng hòa lỗi nhé. Đó rồi thì máy lập tức thông báo ra là cái sâu đã sửa chữa là chính là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã bỏ đi hết tất cả những cái lỗi của chúng ta nhé. Này nó có gì ở đây nhé, có cái lỗi có sâu nào ở đây nhỉ? Fix thì một sâu bất kỳ. Nguyên tắc nó không còn, nó không còn cái dấu cách này chứ nhỉ, sao nó còn dấu cách này thôi được nhá. Thì đại khái như chúng ta chú ý nhé. Như vậy là cái hàm mà cái hàm split là hàm có thể dùng. Thì bây giờ chúng ta định định nghĩa cái hàm split còn hàm trục cữ là cái này này. Thực tế là khi chúng ta nhập từ bàn phím các cái dãy các cái dữ liệu, nhập các số thực cập số nguyên thì chúng ta ít gì gặp với nhau bởi dấu cách đấy, bởi dấu phẩy đấy, mà chúng ta dùng nhập vào các nhau bởi số cách. Ví dụ nhập từ bàn phím và hai số với nhau bởi số cách, nhập từ bàn phím và ba số, nhập từ bàn phím là n số chẳng hạn, thì chúng ta dùng cái hàm này để chúng ta xử lý. Được chưa? Rồi chúng ta lại làm tiếp nhé. Bài số 2. Bài số 2 là cái bài này. Ví dụ chúng ta sẽ nhập từ bàn phím hai số đó. Nhập từ bàn phím hai số cách nhau bởi dấu cách, hai số tự nhiên, và chúng ta sẽ tính ra là ước chung nhất của hai số đó nhé. Đầu bài là nhập nhập hai số tự nhiên từ bàn phím đó. Tất nhiên là cách nhau bởi bởi dấu cách nhé. Sau đó là tính tính ước số chung lớn nhất của hai số này. Đấy, lấy ví dụ nhé, các bài tập đơn giản như này thôi. Thì từ nay trở đi là chúng ta sẽ phải bắt đầu phải biết giờ là chúng ta là cách 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 nhập nhiều số hay nhiều giá trị từ bàn phím cách nhau bởi dấu cách. Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ không dùng cái lệnh là nhập mà nhiều số cách nhau bởi dấu phẩy nữa. Chúng ta nhớ lại là khi ta nhập nhiều số nhau bởi dấu phẩy, chúng ta dùng hàm alpha để chúng ta xử lý, nhưng vì chúng ta sẽ bỏ cái phẩy đi, ta tương đương với đấy là dấu cách. Và với dấu cách thì chúng ta bắt buộc phải dùng cái hàm split ta xử lý. Được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu làm này. Rồi, làm như sau nhé. Đầu tiên chúng ta nhập đây, nhập từ bàn phím và hai số. Đúng. Chúng ta dùng lệnh input, chúng ta không cần chỉ cần input thôi, đúng không? Nhập
hai số M N từ bàn phím để xem nào. Và tôi hiểu đây là cách giao bởi số cách rồi, khẳng định nó là như vậy. Thông thường cái việc nhập các số từ bàn phím hay nhập từ file là cách giao bởi số cách hết, ít khi để dấu phẩy lắm nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ xử lý cái này, chúng ta làm như sau. Chúng ta dùng cái biến, dùng cái ta dùng cái hàm hàm split thì chúng ta dùng cái mảng A, chúng ta cái mảng A S chấm split, chúng ta nhớ lại nhé, cái lệnh split như này. Sau lệnh này thì A sẽ gồm có hai phần tử. Phần tử thứ nhất là LM, phần tử thứ hai là, nhưng mà A gồm hai phần tử này là sâu cả. Chúng ta sẽ phải chuyển một lần nữa sang số số tự nhiên thì mới được. Rồi chúng ta làm luôn nhé. M bằng này, M là bằng A và bằng in in A không đúng không? N bằng in A một. Vì chúng ta biết chắc là ta nhập hai số thôi, và bây giờ chúng ta sẽ tính nhé. Chúng ta dùng cái hàm số thôi để mà tính. Được. Bây giờ chúng ta viết cái hàm số def, cái gì này, def nhé, ước số chung lớn nhất của hai số m n. Anh đã làm rồi, bây giờ này y m n, chúng ta tính là if này, m mà lớn n thì làm gì, thì ta cho m bằng m trừ n, ngược lại else n bằng n trừ m. Và khi đã bằng nhau rồi thì chúng ta này thế này xuống này, đang chúng ta return m. Đây là cái hàm, đây là cái hàm tính ước chung nhất của hai số. Print ước số chung lớn nhất của m n. Là mình cứ bảo hoàn chỉnh như này, nhưng ở đây quan trọng nhất là ở chỗ này thôi, là ta chạy thử nhé, xem con đúng hay sai thì mình lỗi nó nhé. Mà nên là đây là bài B2, các bạn ứng dụng bài ứng dụng đầu tiên của cái phần là chúng ta nhập từ bàn phím vào các số cách nhau bởi số cách nhé. Chạy thử này, đây mình nhập hai số như là 6 này, 6 và 8 cách nhau bởi số cách như này đấy. Thì máy báo là 2 nhé, vậy là đúng rồi đấy nhé. Nhưng mà cách nhau bởi số cách nhé, đấy mà cách số cách là ta để cách bao nhiêu cũng được, để một số cách hai cách vẫn không sao cả. Thì đây là cái cách chúng ta xử lý đối với những cái hàm split, cái hàm dùng rất là nhiều lần ở trong trong cái em ở trong đối với cái bài toán qua đến xử lý dãy nhé, xử lý sâu. Bây chúng ta làm thêm một tập nữa nhé. Một tập nữa của tôi là tôi làm như này, tôi không phải là nhập một số mà nhập nhiều số thì làm như nào. Đấy. Bìa đầu vào của tôi là nhập n số, mà tôi không biết n số là bao nhiêu cả, chỉ biết nhập n số trên một cái hàng ngang và cách nhau bởi số cách, và phần mềm sẽ phải tự động tính nó là bao nhiêu, đó là bao nhiêu phần tử, và chúng ta đưa nó vào một cái dãy và chúng ta đầu ra tính ra tính tổng của các số đó, được chưa? Nhưng ta làm tiếp bài số 3 này để chúng ta xử lý thêm một bài tập nữa để chúng ta nắm vững cái phần này. Như bài số 3 như sau. Bài số 3 là nhập từ bàn phím n số mà chưa biết là bao nhiêu, n số nguyên nhé. Và đầu bài cần tính tổng các số đó. Đây. Nhập nhiều số, nhập và n số tự nhiên
trên một hàng, và tất nhiên là có nhau bởi số cách rồi, sau là tính tổng con số này, đơn giản tính tổng các số này. Là ví dụ như vậy thôi. Rồi làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào như bình thường, chúng ta dùng S, chúng ta sẽ nhập vào là input, là nhập các số tự nhiên, các số nguyên cách nhau bởi dấu cách. Từ nay trở đi là tất cả cái việc mà nhập mà nhiều số trên từ bàn phím hay từ file đều cách nhau bởi dấu cách hết nhé. Đó. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ xử lý cho chỉ biết được là bao nhiêu nhé. Chúng ta sẽ phải chuyển đổi từ S sang cái dãy. Đặt tên là cái line của chúng ta là bằng S.split chẳng hạn. Để cái hàng chúng ta sẽ thường xuyên dùng. Và bây giờ line là dãy của chúng ta rồi, và bây giờ chúng ta sẽ xử lý, chúng ta sẽ chuyển đổi thì đây có nhiều cách, ta có thể dùng ngay cái hàm line làm cũng được, hoặc vì line là dãy rồi, hoặc chúng ta có thể đưa sang một cái dãy khác tùy tùy chúng ta. Để tôi làm, tôi xử lý ngay trên dãy dãy line nhé. Mỗi phân tử của line, bây giờ line thì là một dãy rồi, là một list, tôi sẽ chuyển đổi mỗi phân tử của line từ sâu sang số nguyên nhé. Tôi làm như sau. Tôi làm mệnh là for, à không, tôi vẫn làm như này, for k in range, đúng không? Len của line, vì bây giờ line nó là dãy rồi, chưa tôi biết cái này là được, đúng không? Đấy. Và tôi chỉnh luôn phần tử thứ k, phần tử thứ k của line tôi là nó chính là dùng cái hàm chữ hàm in thay thế luôn là line k. Mày có nhiều cách làm, đây là một đây làm cách nha. Thì sau lệnh này thì line nó sẽ biến thành là làm một dãy các cái phần là các số nguyên, và tôi tính tổng print có sẵn cái hàm trong để cái tên lên dòng là tổng. Tổng số. Đối với dãy thì cái hàm sum nó được là có hàm hàm có sẵn, hàm hàm sum là cái hàm có mặc định có sẵn của Python, là một hàm thì tôi sẽ lưu cái này ra là bài về bài B3, cái bài rất đơn giản thôi. Nhưng mà chúng ta thực tế là rất hay dùng cái này, rất hay dùng cái làm này. Như tôi làm chạy sẽ để thử này, nhập vào có thể là nữa cái gì đấy dòng số 5 là dòng gì cơ, ở dòng số 5 là mặt vuông chỗ k ấy, cuối dòng năm ấy. In like a. Đấy đó, đấy là thầy vừa đi qua lên lên trong là ngay cái dòng like a có phải là mặt vuông, đúng rồi. Ở đây là vòng vuông đúng không? Được chưa? Rồi. Đây là vuông đúng không? Chạy thử nhé. Bây giờ nhập thử nhé. 1 này, 3 này, 4 này, 10 này, trừ 1 này, 0 này. 0 này, 1, 1, 1. Enter. Là máy tính luôn. Tổng số này là chính là chậm lại, gắn lại cho nó dễ nhé. Ba số là 1, 2, 3, tổng số nó gọi là 6. Rồi. Như vậy là đây là cách chúng ta rất hay dùng cái hàm mà split này, chúng ta rất là hay dùng luôn nhé. Đấy. Vừa tôi là nhưng mà tôi vừa chạy một vài cái ví dụ thôi để chúng ta thấy là một cái hàm mà cái split này là cái rất hay dùng, một trong những cái hàm hay dùng của sâu. Được chưa? Được rồi. Như vậy tôi phần đầu của bài hôm nay tôi nói thế nhé. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai này, là chúng ta sang phần này là phần rất nhiều bài tập nhé. Rất nhiều bài tập về nhà thì các bạn phải làm. Cứ phần như phần này chúng ta không làm, chúng ta không quen, chúng ta không làm thì ta không thể nào mà thành một thói quen để chúng ta có thể xử lý được.
Bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo là tôi nói cái lệnh format. Đây là một trong cái lệnh tạo khuôn, một trong những lệnh mà phức tạp nhất của sâu ký tự, và cũng là theo tôi cũng là một trong cái nhóm lệnh phức tạp của Python. Rồi, thế bây giờ cái lệnh là lệnh format là làm gì? Là lệnh chúng ta cần phải cách một sâu ký tự bất kỳ, và chúng ta cần phải lệnh này là lệnh không phải là lệnh để dùng để tạo khuôn sâu đâu, mà để tạo khuôn mọi giá trị, nhưng vẫn phải thông qua sâu, cho nên là nó là một phương thức sâu. Nhưng mà chúng ta cần in ra một tên dựa điểm số của học sinh này, tên thì cần căn trái này, rộng của cái hoặc họ tên là 25 chẳng hạn, cho nên điểm số là cột thứ hai có độ rộng là 7 chẳng hạn, căn vào giữa, cột thứ ba là điểm trung bình chẳng hạn, lấy 7, hay là cột thứ ba là năm sinh, cột thứ tư gì đó. Chúng ta tạo in ra cái bộ dữ liệu và cần phải căn chỉnh cho nó chính xác đó, thì tất cả cái đó là nó thuộc về format nhé. Rồi thì format là gồm có những gì, thì bây giờ tôi sẽ mô tả lần lượt. Cái phần này là phần nó phải bài phần hơi dài, tôi làm tôi nói chậm và chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta sẽ theo dõi ở trong sách. Hồi này tôi đã kỹ nhưng mặc dù đã kỹ rồi nhưng mà thời gian vẫn thiếu, thì tôi sẽ trình bày cho các bạn cái này cố gắng là đầy đủ hơn một chút so với sách mà tôi đã viết. Phần này là phần mà theo tôi là rất là khó, các bạn mà đọc sách các bạn sẽ thấy là rất là ngược, rất là phức tạp, thì tôi sẽ nói để các bạn sẽ thấy tôi có nói cho các bạn sẽ dễ hiểu hơn nhé. Được rồi, thế thì ví dụ chúng ta cần có các cái biến nhớ nào đó, chúng ta cần phải tạo khuôn. Ví dụ nhé, ví dụ tôi có một cái họ tên một cái biến nhớ họ tên, đúng không? Đây tôi biết là có một thôi nhưng mà có thể có nhiều họ tên, là họ tên nhé. Tiếp theo là điểm, ví dụ điểm theo 100 đi, như là 85.14 chẳng hạn, như này điểm, được chưa? Tiếp theo nữa là ví dụ là tôi có thêm một vài cái tham số nữa, đúng không? Thôi tôi lấy cái hai cái nhé, tạm thời là hai tham số đã. Thế bây giờ tôi cần và như vậy cái này cũng có nhiều tham số nữa, là có nhiều họ tên và nhiều điểm, có mỗi họ tên là một điểm. Lớp mình có sách, lớp mình là có 50 học sinh chẳng hạn, là có 50 điểm khác nhau, cần phải in ra cho nó chính xác. Rồi, thì làm thế nào? Đó, thì chúng ta làm như này, chúng ta thì nó nằm ở trong cái phương thức format của sâu ký tự. Thì nó là cái gì? Thì tôi sẽ mô tả ngay bây giờ nhé. Thì như này, thì đây. Thế giờ làm như sau, chúng ta sẽ viết ra một sâu, ví dụ như là họ và tên như này, đúng không? Tên, điểm số như này, ví dụ như này. Tôi muốn là sau chữ họ và tên, sau đó là chúng ta sẽ viết cái tên ra. Sau điểm số chúng ta viết cái điểm số ra, được chưa? Đấy, điểm số ra, được chưa? Thế làm như nào? Thì làm như sau nhé. Thì chúng ta sẽ viết ra một cái sâu mà ở trong đó là có các cái chữ mà chúng ta muốn đi với cái tạo khuôn của cái họ tên và điểm này. Ví dụ chúng ta viết cho họ và tên điểm số. Sau họ tên chúng ta muốn điền cái tham số là họ tên cái vào, thì chúng ta làm như này, chúng ta viết vào đây và chúng ta viết như này. Đấy, thì đây là cái vị trí đặc biệt ở trong cái sâu mà nó có cái dấu hai loại với nhau này. Thì đây nó là cái trường, là cái vị trí cần phải tạo khuôn điểm số. Đây tôi viết như này nữa. Đấy, tạo khuôn được. Rồi, bây giờ tôi ghi chấm. Giờ sau đó là cái lệnh tạo khuôn, cái phương thức tạo khuôn của cái sâu này. Và đây là tên điểm. Đấy.
nhé. Thì đây nó là một cái lệnh, lệnh nhé. Nhưng do hiểu chưa, tôi chưa họ tên này. Thôi bây giờ tôi để tôi, bây giờ tôi biết cái này dễ nhé, vì tôi copy cái này trước, tôi xử lý cái này sau, xử lý cái này. Tôi enter cho bạn xem nhé. S bạn nhìn này, được chưa? Vì thế nhé, thì khi tôi biết là S này thì nó hiện ra là họ có tên, xong là mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn, điểm số, mở nhọn, đóng ngoặc nhọn, cũng là các ký tự bình thường. Nhưng mà cái S thì đây là một số ký tự bình thường, không nghĩa gì cả. Nhưng nếu mà S mà đi với format thì là khác rồi. Format, họ tên, điểm số, điểm thì là khác rồi. Vì thì làm như sau, khi có lệnh này nhé thì máy sẽ điền họ tên này này vào bên trong cái dấu cái này, trong cái này, và cái điểm này vào bên trong cái này. Đấy, chúng ta chạy chạy ra, chúng ta enter thử nhé. Đấy, họ vào tên này, Bùi Việt Hà này, điểm số 85,4. Đó, thì như vậy là chúng ta thấy là cái lệnh, là cái phương thức tạo khuôn ấy, format ấy, nó có ý nghĩa như sau này. Là ở trong cái format này nó có bao nhiêu tham số, thì cái ký tự ở phía trước format này là nó có bấy nhiêu cái dấu này, vị trí này. Thì đây vị trí này nó gọi là vị trí để tạo khuôn, là cái trường để tạo khuôn. Các bạn chú ý nhé, là cái trường để tạo khuôn. Thì nó là các cái fill để tạo khuôn. Thì thông thường cái lệnh format ấy là nó có bao nhiêu là các cái tham số cần phải tạo khuôn. Thì ở trong cái số ký tự này nó có bấy nhiêu cái dấu này. Còn phần khác của nó là cái số ký tự bình thường, chứ họ bỏ tên chúng ta có thể bỏ đi thay cái tự phát tùy, cái điểm số đẹp tùy của chúng ta. Nhưng mà cái chỗ này cần phải có cái này, được chưa? Đấy, thì đó là cách khi mà chúng ta tạo khuôn format thì máy tính sẽ thay thế các tham số thứ nhất vào cái vị trí trường thứ nhất, thay tham số thứ hai vào vị trí trường thứ hai, được chưa? Trường thứ hai. Đó. Chúng ta có thể viết như này, chúng ta cũng có thể viết là như thế này, này. Nó có nhiều tham số, nhiều chỉ số, chúng ta có thể viết đây là tham số, đây là 0 nhé, tham số ở đây là 1 đấy, và chấm format, được chưa? Là họ tên. Các tham số đưa vào cái lệnh format này, cái số đây số từ 0 đến 0, 1, 2, 3, không thì nó sẽ xì đây, xì nó sẽ làm một viện. Thì đây là chỉ là cái tham số, cái số là từ 0 đến tham số là 1, 0 và 1. Đấy, như vậy là suy ra là cái như vậy vị trí của cái dấu này, nó gọi là các trường. Thì ở trong trường này là có gì, trong trường này cái đầu tiên của nó là nó có cái chỉ số, được chưa? Đó. Thì đó là cái dạng đơn giản nhất của lệnh format. Chúng ta nhớ chưa nào? Như vậy chúng ta có thể làm được cái, chúng ta có thể viết ra nhiều cái chương trình khác nhau để có thể chúng ta tạo ra như này. Tôi lấy ví dụ nhé. Bây giờ tôi lại cho nó yên tâm, bây giờ làm như này. Giả sử tôi có một cái SDS là danh sách học sinh ở trong lớp mình dạy nhé. Đây. Gồm có này, là các phương thức của nó là gồm có là họ tên ngắn nhất Hà này. Tiếp theo tham số thứ hai là điểm, tự nhiên là 8.86. tham số thứ ba, ví dụ đấy nhé, 09, đây là số thứ ba là một số điện thoại, lấy ví dụ như vậy, số điện thoại nhé. Đó, vậy là có 3 tham số. Người thứ hai, Bình. Người thứ hai, đầu tiên là Bình, tên nhé. Tham số thứ hai, cái phần tử thứ hai của cái thông tin thứ hai của cái người thứ hai này là điểm số, ví dụ như là 8.9 nhé. Tham số thứ ba là số điện thoại, ví dụ thế. Tôi thêm một người nữa nhé, cho nó đa dạng hơn nhé. Hoa. Hoa, được chưa?
Hoa, và điểm số của Hoa là 7.89. Tiếp theo là điện thoại. Điện thoại đây đúng em phải ghi vào. Phải ghi vào thôi. Điện thoại đúng là phải ghi vào sâu. Cho nó sâu nhé. Còn có thể là số thì mình sâu nhé. Sâu đúng không? Tiếp theo là sâu của cô này. Sâu, ví dụ. Đấy, nhé. Đấy, như vậy là BGS của tôi là một cái cơ sở dữ liệu có là một dãy những cái thông tin. Một thông tin như vậy là gồm có là ba tham số là tên, điểm số và số điện thoại. Bây giờ còn in ra cột họ tên thẳng số và cột điểm và cột điện thoại thẳng số như thế. Được chưa? Thế làm như sau này. Chúng ta nhớ lại nhé, cách làm nhé. Đây. Bây giờ chúng ta làm sau này for này, chúng ta nhớ lại một tí nhé, là chúng ta lệnh chúng ta duyệt theo là lọc theo lệnh for, lọc theo cái dãy đó, dãy dễ gì nhé. For này, họ tên này, phẩy này, điểm này, điện thoại này, in danh sách. Đúng. Trước kia chúng ta vẫn là như này, chúng ta vẫn là print, nhưng mà theo kiểu cũ nhé. Print là họ tên này, đã biết làm rồi, tên này, điểm này, điện thoại cũng được đúng không? Ta in như này, in trên một hàng dọc thì ta in ra bình thường. Đây, in ra là Hà, ta phải 6 này. In ra là ta còn thấy 6 không? Thì tôi muốn là căn thẳng. Bây giờ cái họ tên là căn trái và dài của họ tên là đúng là 10 ký tự. Vì tôi dần tôi làm các bạn hiểu dần nhé. Cái này hơi phức tạp một chút, nên chậm một chút nhé. Hà là tên, căn thẳng, căn bên trái và độ rộng là 10. Điểm số căn vào giữa, độ rộng là 7. Số điện thoại căn thẳng bên trái, độ rộng là 10 chẳng hạn. Thế làm như nào? Thế thì chúng ta dùng trên này nhé. Đây. For này, for họ tên này, được chưa? Điểm này, điện thoại này, in này, danh sách đúng không nhỉ? Danh sách, được chưa? Rồi sau đó tôi viết S thì bằng đây, họ tên hai chấm đúng không? Sau đó là đây, hoặc là đầu tiên, sau đó là gì? Sau đó là điểm tham số thứ hai, tham số thứ ba là điện thoại tham số thứ ba nhé. Sau đó là tôi chấm lên tôi format họ tên điểm điện thoại lệnh format nhé, lại format nhé, điện thoại nhé. Enter này. Và cái in S thì in ra, S đây, họ tên này. Và tôi quên mà tôi không print nó mới ra, xin lỗi, phải là print nó mới đúng nhé, để tôi copy lại cái này. Quên phải là in nó mới ra là sai kia. Rồi, đây tôi phải print. Tôi print S ra, nó mới ra. S, mới ra. Họ tên này, Hà này, điểm này, vân vân. Nhưng mà thế này nó vẫn chưa thẳng hàng đúng không? Bây giờ tôi sẽ phải làm tiếp thẳng hàng. Ừ, bây giờ làm tiếp tục nhé. Được rồi. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái này. Được chưa? Như vậy là chúng ta nhớ rằng là trong cái phương thức format ấy, thì là phương thức của một sâu, thì sau đó là nó phải cho nó chứa, phải chứa chỗ khác, nhưng mà chứa nó phải chứa cái này. Đó. Đúng không? Nó chứa những cái này. Đấy. Chứ cái này mà sau đó là ta chấm format đúng không? Format họ tên. Đây là có ăn không? Tên điện thoại. Đấy. Như này, đúng không? Đó. Thế thì như vậy là
Thì bây giờ chúng ta đi sâu vào một chút về cái tạo, với cái tạo khuôn nhá. Trong một cái này này, ở trong một cái dấu này là cái trường này thì nó có như sau này. Nó có phần đầu tiên là phần chỉ số. Chỉ số có thể bỏ qua. Không có gì thì máy tính tôi hiểu. Sau chỉ số là dấu 2 chấm. Đấy. Và sau 2 chấm là các cái lệnh, các cái chỉ lệnh. Đây này, phần này phần quan trọng nhất này. Chỉ lệnh là cái nó tạo khuôn cho cái phần dữ liệu đó được hiện ra như thế nào. Về chỉ số này, 2 chấm và chỉ lệnh, được chưa? Rồi thì chúng ta mình cùng nhau tìm hiểu nhé. Chỉ lệnh là gì? Đây, thầy vì tôi viết như này nhá. Không như tôi biết, tôi có thể viết là 2 chấm, sau đó là chỉ lệnh. Thì cái chỉ lệnh đầu tiên mà chúng ta có thể được là mô tả cái độ rộng của cái đó. Ví dụ như là 10, hay là 5, hay là 6, được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ làm lại lệnh này của chúng ta. Đây tôi viết lại lệnh này nhé. Đây này, lệnh này thì hiện lại và tôi sẽ làm lại như sau. Muốn căn cho là chính xác lại nào. Đây nhé. Rồi bây giờ cái này được chưa? Bây giờ như này, bây giờ như này là tôi muốn là họ tên hai chấm đây là căn, là căn rộng là 20 thứ tự nhé. Điểm tôi muốn căn phải viết là 2 chấm, phân biệt là phần chỉ số và phần chỉ lệnh. Phần chỉ số để có thể bỏ qua, còn nếu không thì mới hiểu là 0, 1, 2, 3, 4. Còn phần chỉ lệnh thì cái thao tác đầu tiên có thể mô tả được là cái độ rộng, cái độ rộng của điểm số là 5. Điện thoại ở đây, điện thoại 2 chấm, điện thoại tôi mô tả cái độ rộng của nó là 12. Đây, để như này nhé, đó, để như này. Làm việc tôi chạy thử này, chạy thử này. Đấy, bạn thấy chưa? Biểu thẳng hàng đây, nó thẳng hàng chưa? À, như vậy là sau cái chỉ lệnh này, cái chỉ lệnh đầu tiên là cái phần là cái độ rộng, được chưa? Và máy tự động nó là như sau, máy tự động hiểu là gì? Máy tự động là căn, nếu mà là ký tự thì căn thẳng hàng bên trái là số, căn thẳng hàng bên phải là ký tự, căn thẳng hàng bên trái. Nhưng chúng ta có thể chỉnh sửa như sau nhá. Chỉnh sửa như sau là trước cái dấu rộng này chúng ta có thể đưa vào, ví dụ như là trước 20 nhé, tôi để như này, tôi viết là như thế này, 20 này là căn trái, tôi viết là như thế này, 20 này là căn phải, tôi viết là như thế này là căn giữa, được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ sửa lại cái này như sau, tôi sửa lại, tôi viết lại cái này nhé, chú ý lại cái này cũng không phải là đây, mình sửa sau. Tôi sửa là cái này mặc định là căn trái thì nguyên tôi được căn trái này, căn trái thì như này, và điểm tôi muốn căn giữa tôi để như này, đây để như này, số điện thoại tôi muốn căn phải tôi để như này. Đấy, như vậy là đây căn phải tôi để như này, được chưa? Như vậy chúng ta chú ý là cái dấu nhé, dấu nhỏ hơn là căn trái này, dấu lớn hơn là căn phải, dấu là căn giữa. Tôi chạy thử này. Đấy. Hà là căn này, đây là căn trái này, điểm vào thấy nhất vào giữa chưa? Căn vào giữa rồi đúng không? Điện thoại căn bên phải. Đấy. Thế thì đó là cái cách mà chúng ta có thể đưa vào. Như vậy là kia chúng ta nhớ lại một chút là cái trường đấy, cái vị trí cái trường quan trọng này, cái trường này này thì nó phải có cái phân cách là dấu 2 chấm. Ở phía trước là chỉ số là 0, 1, 2, 3, 4, chúng ta có thể bỏ qua, nên chúng ta tạo khuôn đã rõ ràng rồi. Nhưng phần chỉ lệnh ở phía sau thì mặc định là cái độ rộng của cái trường đó nhé, và dấu căn trái căn phải. Thế thì các bạn bây giờ muốn tìm hiểu thêm nhé, thì các bạn vào cái đây, bây giờ làm thêm chút nữa. Bây giờ tôi muốn là gì? Đây này, ở đây là cái điểm này, nhân điểm đây là cái dấu chấm đây này, là nó lệch nhau. Bây giờ tôi muốn thẳng hàng nhau như này, thẳng hàng thì làm như nào? Đấy. Thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh sâu hơn cái số này, là điều chỉnh theo kiểu số, được chưa? Là bao số sau dấu phẩy thì ta làm như sau. Chúng ta sẽ copy lại một chút, chỉnh sửa một chút cái phần này thôi nhé. Đây tôi copy lại như này. Được chưa? Đây, chỗ này này, ở chỗ này nhé, tôi vẫn căn giữa, không có điểm không, tôi bỏ căn giữa, tôi vẫn căn thẳng hàng. Và làm như sau, bây giờ tôi sẽ là gì, mà máy hiểu là gì, đây tôi viết là
chấm 2 đối với số nhé, đối với dưới số thì tôi ta có để thêm là chấm 2 F. F là số thực, còn chấm 2 là có hai chữ số sau dấu thập phân đấy, được chưa? Mà chúng ta có thể muốn lên cái độ rộng của nó, như là 6 chẳng hạn, nhưng mà là 6 chữ số cho nó có hai chữ số sau dấu thập phân, ta sửa như thế nhé. Đây, chúng ta okay, ta sửa một chút ở đây nhé. Còn cái này vẫn giữ nguyên, cái này vẫn giữ nguyên. Enter thử này, cho nó có đẹp hơn không nhé. Đấy, mình thấy đẹp hơn rồi đấy. Nó là căn, đây là ở đây tôi không căn giữa đâu. Căn ở đây là con giữa thì đây là cái dấu căn thứ hai nhé. Cái này. Như vậy là tổng số đồ chủ giả của này là 6 số và có 2 số sau dấu thập phân. Để xem, vì đối với số chúng ta mặc định sẽ căn phải, còn chúng ta muốn căn giữa ta làm như thế này, ta vẫn lập ta để ở đây, ta muốn căn giữa ta làm như thế này, ta sửa lại một chút lên thành căn giữa ngay. Chúng ta để đây, chúng ta sẽ số mũ nó căn giữa, mẫu mũ căn giữa, được chưa? Đó, thành căn giữa rồi đấy, đây là căn giữa và cái vật như này đấy. Đó, thì các bạn này, như vậy là chúng ta xem lại cái tôi đã viết tổng thể các tất cả những cái công thức của cái lệnh format vào bên ở cái trang 141 nhé. Tôi đã tổng với cái bảng tổng kết tất cả những tham biến của phần chỉ lệnh là phần rất quan trọng, phần chỉ lệnh. Thông thường thực tế chúng ta chỉ dùng là thực tế hay dùng nhất là phần chỉ lệnh này là chỉ đối với sâu và với số thôi, còn cái loại khác chúng ta ít dùng nhé. Nhắc lại này, là mô tả sau cái phần phong số 2 chấm là chúng ta phải mô tả cái độ rộng của cái dữ liệu đó, và trước phần mở rộng là cái ký tự để mô tả nó là căn trái, căn phải, căn giữa nhé. Nhưng mà dấu bằng thì căn đều hai bên, nó đề dấu bằng căn đều hai bên. Rồi tiếp theo là đối với số thì chúng ta sẽ thêm đằng sau cái dấu cái độ rộng, chúng ta thêm là chấm P. Đấy, P là số lượng chữ số cho dấu phẩy và chữ F. Bắt buộc phải có chữ F để nó phân biệt đây lên là số nhé. Đó, thì đó là một vài cái chúng ta chú ý đối với cái lệnh format. Các bạn đang hình dung được chưa? Thì như vậy là cái lệnh format là một lệnh phương thức lệnh rất là hay dùng rất là nhiều nơi. Và từ khi tôi dùng này, đây là cái phần cơ bản nhất của lệnh format, được chưa? Chúng ta có dùng được chưa nhé? Thế bây giờ tôi sẽ tôi xong trong sách này, thật ra nó có nhiều lắm. Tôi nếu mà là số nguyên, nghĩa là đây là F này, là số thực thì là F, còn nếu mà số nguyên thì là chữ D, nếu mà nhị phân thì là B, B thì B nhé. Nếu mà chúng ta muốn biểu diễn thành số nhị phân thì nó là B, còn nếu là muốn số nguyên thì là D, còn nếu là số thực thì là F. Chúng ta nhớ một vài cái ký tự đó thôi. Thì bạn thấy, như bạn thấy lệnh như vậy là cái lệnh cái phương thức format số ký tự là rất là hay và rất quan trọng, nhưng nó hơi phức tạp một chút. Rồi, thế bây giờ đây là một cách mà chúng ta, đây là cách mà bài bản nhất ở trong Python là dùng nó như là phương thức của string. Thì tôi nói sang một cách thứ hai là trong sách tôi không biết được, vì lúc mà khi mà tôi biết cách thứ hai này thì tôi xong sách tôi im mất rồi. Đây là cách mới nhé. Thì cách thứ hai là cách đơn giản hơn. Mặc dù nó không chuẩn chỉ lắm, nó không chuẩn theo cái khuôn mẫu của Python, nhưng mà nó đơn giản hơn. Cách thứ hai như sau. Cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng khái niệm nó gọi là f-string. Nhưng cách này là cách rất đơn giản, rất là dễ sử dụng. Được chưa? Cách thứ hai là nó là như vậy. Cách thứ hai là như sau nhé. Cách thứ hai là chúng ta không dùng lệnh format ở sau này nữa. Cho nó mất thời gian, vì chính là phức tạp của lệnh này là có lệnh format này làm cho nó trở nên là nó phức tạp, khó nhớ. Bây giờ chúng ta bỏ qua cái lệnh này mà chúng ta đưa chữ F này lên đầu luôn, lên đầu sâu luôn.
Thấy chưa? Và chúng ta gọi là ép string, là đưa ép lên đầu của string. Và bên trong chúng ta vẫn làm như thế này. Rồi cứ làm như sau nhé. Tại vì tôi đang kiểm tra lại họ tên đúng không? Họ tên đã có chưa nào? Họ tên nhé. Họ tên là có rồi này, là Hoa này. Điểm có chưa? Điểm có rồi. Điện thoại có chưa? Hãy có rồi. Và bây giờ tôi làm thử nhé. Đáng lẽ phải tôi phải viết cái này. Đúng không? Chuyện này nó dài quá. Thì cách thứ hai là chúng ta sẽ bỏ qua cái lệnh format này và đưa chữ F này lên đầu. Như sau. Đây thì viết là S này bằng này. F. Đó, F. Được chưa? Sau F là tôi luôn như này. Đó, thì đây là cách làm mẹo. Thật là mẹo là đưa chữ F lên đầu. Nhờ mà chúng ta bây giờ chúng ta sẽ copy lại cái này. Đây. Họ tên. Họ tên. Được chưa? Hai chấm. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ mở ngoặc. Mở nháy, mở động ngoặc nhọn như thế này. Đấy nhá. Phần chỉ số thì bắt buộc phải viết đến, phải viết cái tên của tạo biến. Họ tên. Chúng ta không dùng chỉ không số nữa vì không có lệnh format rồi, cho nên không khái niệm là 1023, không khái niệm là 1023 nữa, mà khoảng viết là họ tên hai chấm, được chưa? Sau đó là gì? Căn trái 20. Đấy, như vậy đây là cái, như vậy là cái biến nhớ họ tên sẽ được đưa vào để tạo khuôn trong cái sâu F string và căn trái độ rộng 20 và căn trái, được chưa? Sau họ tên này thì chúng ta sẽ chuyển sang là gì? Là điểm số, được chưa? Điểm số, sau đó là như thế này, đấy, như thế này, và tôi viết đây là điểm, là tên biến, xong là hai chấm, đúng không? Sau đó là căn giữa này, độ dài là 6 này, chấm 2F, đấy, được chưa? Đấy, xong tiếp theo thứ ba là điện thoại. Điện thoại hai chấm, sau đó là thế này, rồi xong bên đây là DT hai chấm, đúng không? Phải, căn phải chiều rộng là 12. Đây tôi để như này, và đây tôi đóng nháy lại đó, nháy lại. Mà theo như vậy là cái sâu này nó cũng giống sâu này thôi, chỉ khác thế nào? Chỉ khác là một là cái sâu này không có cái format ở phía sau, và tôi bỏ đi và thay từ chữ F này lên đầu chính sơn này, nó gọi là F string. Tiếp theo là ở phía trên này là phần chỉ số này, là ta có thể bỏ qua, nhưng ở đây cũng phải ghi chỉ số, chính là tên của biến nhớ, tên là 1, điểm là 2 và thoại là 3, là tên ba cái tham biến, và thay thế chỉ số ở trên và có dấu hai chấm ngăn cách, được chưa? Rồi enter, S gì đây? Đấy, S chỉ là họ tên hoặc điểm số, được chưa? À, và bây giờ chúng ta có thể in ra được. Viết lại này nhé. For họ tên phải điểm và điện thoại, in danh sách hai chấm, đúng không? S thì bằng, nhìn tôi copy lại đây nhanh nhanh nhé, đây copy lại cái này để đỡ về đấy, copy xong là print S, được chưa? Đấy, giờ họ tên, điểm số đây, điện thoại đây, được chưa? Đấy, như vậy là cách thứ hai là dùng khái niệm là F string hoàn toàn tương tự như ở trên, chỉ khác là nó đổi cái không dùng cái phương thức format nữa mà đưa chữ một chữ F vào thôi, lên đầu của string, và chúng ta làm như bình thường. Cách chúng ta làm mô tả trong một cái trường ở bên trong là một cái field, ở trong lòng cái dấu hai chấm và dấu mũ ngoặc tận ngoặc nhọn là giống như ở trên nhé. Thay chỉ số bằng tham biến bằng biến nhớ, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ viết lại cái bài này thành một chương trình nhé, trình hoàn chỉnh để chúng ta hình dung nhé. Đây bây giờ tôi copy cái phần của tôi đây, phần đâu đây, đây như thế này. Giả sử tôi có một cái dữ liệu nhé, đây tôi
New một cái chương trình mới này, là cái lệnh in nhé, lệnh in này, in một cái danh sách học sinh có tạo khuôn hoàn chỉnh nhé. Đây như này, tôi trước một cái bộ dữ liệu có cho trước, và bây giờ tôi sẽ làm cái bảng in ra, bởi vì in theo cột. Cột một là cột họ tên, cột thứ hai là cột điểm số, cột thứ ba là cột điện thoại. Được chưa? Rồi, tôi làm như sau này. Dù đơn giản, tôi dùng lệnh print in ra. In ra là họ và tên. Họ và tên. Nhá. Đây, điểm số. Điện thoại. Tôi có thể căn sau cái này nhé. Rồi. Để làm như sau này, tôi copy lại lệnh vậy thôi, for họ tên, đúng không nào, điểm này, điểm và điện thoại, in danh sách, từ S gì, tôi có thể viết luôn là in ra cho từ F này, đấy, chúng ta chú ý nhé, đây là F string, nào, mình không cần bị viết luôn này, mình viết luôn này, đây, họ tên nhé, họ tên, 2 chấm căn trái 20 nha. Tiếp theo là điểm đúng không, căn giữa độ dài là 6.2f, nhớ lại ra chú ý nhé. Tiếp theo nữa là điện thoại DT, điện thoại mã hóa là điện thoại. Tiếp theo là căn phải, độ dài là 12 số điện thoại. Bạn đóng nhảy. Nhưng mà đây là một cái F string. Nó là một cái string bình thường nhưng mà nó có chữ F ở đằng trước, và bên trong nó có các cái trường, các cái field, mà một cái trường này nó gồm có hai tham số. Tham số thứ nhất là cái biến nhớ cần phải tạo khuôn, sau đó là hai chấm. Sau hai chấm là phần chỉ lệnh, cái phần lệnh tạo khuôn. Đấy, tạo khuôn thì thông thường là tạo khuôn là độ rộng của cái biến nhớ, cái dữ liệu đó, căn phải căn chỉnh như thế nào, rồi là cái kiểu dữ liệu của gì vân nhé. Sau đó tôi print S ra ngoài. Được chưa? Mình chạy thử nhá. Đây là B4 này. B4 được chưa? Chạy thử. Là có đúng chưa? Đấy, họ vào tên này, điểm số bên lệnh đúng nào? Vì tôi sẽ phải muốn cho điểm số đúng, tôi phải để như này, tôi để cái con này nó dài ra một tí. Sẽ thử lại đúng chưa nhé? Đấy, điểm số đủ lại một tí, cái này nó phải mò thôi, tôi không cần thiết làm chỉnh sau. Điểm số được chưa? Đủ lại thêm tí nữa, dạng là chuẩn hơn. Đấy, giờ đấy. Như vậy tôi vừa tạo ra được một cái bảng báo cáo viết bằng Python và các cái tham số của một cái dữ liệu, một cơ sở dữ liệu dưới dạng cái dãy, dạng list. Đấy. Dạng list như này. Nhưng mà chúng ta có thể tạo ra một cái bảng báo cáo và có lẽ là được là tạo khuôn thị muốn của chúng ta. Không lẽ hiểu chưa nhé? Phần này là phần cũng có rất nhiều bài tập khác nhau và phải làm rất nhiều trên thực tế chúng ta mới tạo được. Nhưng mà tôi giới thiệu các bạn là có hai cái lệnh như vậy nhé. Thật ra trong sách tôi viết thêm một lệnh thứ ba, tôi nói luôn lệnh thứ ba là chúng ta có thể một cái lệnh nữa là chúng ta có thể tạo khuôn trực tiếp một cái biến dữ liệu dùng lệnh format lõi Python cũng được. Đây. Cho bạn xem lại cái này để ta nhớ lại nhé. Còn danh sách là một cái dãy mà là list of list. Thì hôm trước tôi nói về cái trường hợp mà list trong list thì là để mô tả các cái ma trận hai chiều, các ma trận. Nhưng mà ở đây trường này ở đây là list trong list thì là mô tả một cái cơ sở dữ liệu. Hay là nó mô tả chính là cái mô hình bản ghi đấy, mô hình bản ghi ở trong Pascal. Như mỗi bản ghi này, bản ghi 1 này, bản ghi 2, bản ghi 3. Bản ghi là có các cái tham số 1, 2 và 3.
tham số như vậy khác nhau. Tham số thứ nhất là kiểu kiểu string, tham số thứ hai là kiểu kiểu số thực, tham số thứ ba là kiểu string. Đấy. Và tất cả các phần tử của list nó đều có chung một cái khuôn dạng như vậy, thì đó chính là mô hình cơ sở dữ liệu nhé. Và mỗi cái phần tử này là một bản ghi, một hàng ngang. Còn cái cột dọc này, cái cột này, cột một, cột hai, cột ba đóng vai trò là các cái bảng đấy, đóng vai trò là các cái trường của một cơ sở dữ liệu. Thì chúng ta dùng lệnh này, chúng ta sẽ in ra được một cái, tạo ra các bảng biểu với con số tùy ý. Chúng ta có thể dùng công thức tính toán vân vân. Chúng ta có thể tạo ra một cái bảng tự như là Excel ấy nhé. Đây, ở đây là đơn giản thôi. Rồi tôi nói sang, tiếp tục tôi sang một lệnh nữa. Nhưng lệnh này nó lệnh trực tiếp là cái lệnh chúng ta không phải dùng lệnh, không phải là cái phương thức của sâu, mà dùng trực tiếp lệnh format luôn như thế này. Đó, thì làm như sau nhé, lệnh này như sau. Đây tôi lấy là tên chẳng hạn nhé. Thì cái lệnh format này là nó tạo khuôn cái biến họ tên. Bên này là bất kỳ. Nó có thể là số, có thể là sâu, nó tạo khuôn nó trở thành một cái sâu và theo khuôn dạng mà chúng ta muốn. Là như sau, lệnh format sau chúng ta gõ cái biến nhớ cần phải tạo khuôn và sau dấu phẩy, và sau phẩy chính là cái chỉ số tạo khuôn biết trong dấu là sâu. Ví dụ chỉ số khuôn chúng ta là như này, là 20 như này. Đấy, 20 thì là cái sâu này là được hiện ra này, tôi có thể viết căn ở giữa giờ là 20 chưa. Đó, enter. Thì như vậy là nó tạo ra một cái sâu và cái biến nhớ họ tên nó đưa vào đây, hoa đây, căn vào giữa cái độ dài là 20. Như vậy là lệnh format này là như sau này, là nó có hai cái tham số. Tham số thứ nhất là cái biến nhớ cần phải tạo khuôn, được chưa? Tham số thứ hai chính là chỉ lệnh, chính là phần chỉ lệnh ở trên đây này. Là nhớ lại là phần chỉ lệnh là cái phần sau dấu hai chấm, đây là phần đợi, phần chỉ lệnh này. Đó. Thì ở đây cái lệnh, cái format này là như sau. Nhớ lại lệnh format là lệnh lõi, là một lệnh mặc định có sẵn của Python. Lệnh format và là tham số thứ nhất là cái biến nhớ cần phải tạo khuôn. Tham số thứ hai chính là cái số ký tự, chính là chỉ lệnh nhé. Tôi có thể viết là format này. Để tôi viết là 3 chấm dài như này. Quan trọng bây giờ tôi format của nó lên sau. Format của nó là căn vào giữa, độ dài là 5, sau dấu phẩy là 2, F như này. Đấy. Được chưa? Cái đèn rất là dài, nhưng tôi gò nó vào khuôn chỉ như này thôi. Enter này, đấy nó chỉ là 3.12. Được chưa? Đó, thì nó là cái tạo khuôn cho cái lệnh tạo khuôn nhé. Đó. Được rồi, thì như vậy là đây là cái phần mà tôi nói vào trong ngày hôm nay nhé. Tất nhiên là đối với sâu thì chúng ta mà nó là một cái kiểu dữ liệu và theo kiểu tuần tự, chúng ta có thể khai thác nó như dạng là slicing vân vân. Thì tôi S của tôi đây nhé, người Việt mới vào nhỉ. S gì đây, tôi viết lại cái này. Yeah. Thì tôi vẫn là tôi có thể viết là như này, là 1 5 như này, lấy ra một cái slicing của cái sâu đó, được chưa? Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ nói sang cái tôi để kết thúc cái phần sâu này và kết thúc cái phần buổi sau là chúng ta sang cái phần ấy rồi. Buổi sau là chúng ta sang phần tệp rồi. Thì tôi muốn kết thúc hôm nay, tôi muốn một ít thời gian nữa tôi nói về kia nó sâu hơn một chút, tôi nói thêm một chút về kiểu dữ liệu tuần tự và nói thêm một cái
một cái dạng dữ liệu mà dùng để sinh sinh cái kiểu dữ liệu tuần tự đặc biệt nhé. Thì nhưng mà chúng ta biết là S là sâu này, chúng ta biết rồi này, chúng ta biết range thì là T bằng range mưa chẳng hạn, thì T nó vẫn là đây chúng ta có thể khai thác lấy phần tử số 7 nó ra được. Nhưng mà chúng ta có thể đối với T này chúng ta vẫn có thể là ví như là ta kiểm tra là số 5 có in T hay không, vẫn kiểm soát được, vẫn có lệnh for, có lấy ra lệnh for in gì đó, for k T gì đó, vậy là T là hay là list nhá, S A là list, A là list. Ta biết rồi, chúng ta có thể dùng lệnh kiểm tra xem là một có in A hay không, đúng không? Bìa B, bìa tức là một tuple. B bằng 1 đến 2 và 4 như thế này. Tôi vẫn lấy ra phần tử số 1 của B, lấy ra như bình thường, đúng không? Đó. Và 5 in B vẫn như bình thường. Đó. Thì như vậy là kiểu dữ liệu range là 1 nhá. String là 1 này. Range là 2 này. List là 3 này. Và tuple là 4 này. Thì những kiểu dữ liệu này người ta gọi là kiểu dữ liệu tuần tự. Tuần tự nhưng mà nó là dữ liệu thùng. Tức là khi tôi tạo ra dữ liệu đó là nó chứa dữ liệu sẵn rồi. Khi tôi viết là T bằng range 10. Thì như vậy là T là nó chứa 10 số rồi. Chứa sẵn 10 số. Khi tôi viết B bằng 1, 2, 3, 4. Thì như vậy B là chứa 4 số rồi. Đúng không? Khi tôi viết là A bằng 1, 2, 3. Thì như vậy A là nó chứa 3 số rồi. Chứ sẵn 3 số, A là nó là dữ liệu A nó chiếm vùng bộ nhớ là có 3 số rồi nhá. Thì dữ liệu đó nó gọi dữ liệu thùng hay là nó gọi dữ liệu container, nó vẫn là dữ liệu tuần tự nhé, nhưng mà nó là dữ liệu container đó. Thì bên cạnh cái khái niệm là như vậy kiểu dữ liệu tuần tự thì nó gồm có hai nhánh. Hay nó còn có hai loại, một loại là dữ liệu là thùng, một loại thứ hai, đây là hai như tôi muốn nói, loại thứ hai là nó gọi là generator, loại thứ hai loại hay hơn rất là nhiều, loại thứ hai là loại dữ liệu mà nó vẫn là dữ liệu tuần tự, chúng ta vẫn dùng lệnh for, chúng ta dùng lệnh in, nhưng mà nó không chứa bộ nhớ, bộ nhớ lúc nó cái dữ liệu là loại thứ hai, nó gọi là generator, là dữ liệu mà khi chúng ta dùng nó thì chúng ta mới lấy được dữ liệu ra, còn không chúng ta không cần dùng nó thì thôi chúng ta thì nó không chiếm bộ nhớ. Thùng là luôn có chiếm bộ nhớ, còn generator thì không chiếm bộ nhớ, mặc dù nó vẫn là dữ liệu tuần tự. Với tôi mà mô tả cho các bạn xem nhé. Đây cái này cái rất hay, mà nó là hoàn toàn nâng cao, nó thêm các bạn một chút đây để các bạn hình dung nhé. Đây tôi lấy ví dụ, chúng ta nhớ lại cái chúng ta có thể khai báo một cái list như sau. Đây là k nhân với k for k in range 10, được chưa? Đó hai bạn này thì đây là cách tạo dãy nhanh, tạo một list nhanh. Thì A là chính là 0, 1, 4, 9, 16 là N là từ 0 đến 9 bình phương. Được chưa? Nó làm cái thùng. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ viết lại. B. Viết lại. Thế như trên, nhưng mà thay dấu gọc vuông bằng dấu ngoặc tròn. Đấy, bây giờ là K nhân K for K in range 10. Tròn nhé, chứ không phải vuông nhé. Rồi, cái B này là cái gì? B nó là generator. Cái B này nó không chiếm bộ nhớ gì cả. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể, chúng ta bây giờ ta chú ý này, chúng ta tôi viết nhé, for in B print
E and right. Tôi cho y chạy trên dọc theo b. À, nhưng mà lệnh for dùng cho b chứ in cho b được, như vậy b vẫn là bất cứ kiểu dữ liệu nào mà được thực hiện lệnh in và lệnh for thì người ta gọi đó là kiểu dữ liệu tuần tự. Đấy, cái in được in ra này, in ra vẫn là 1, 4, 9, 16, 25 nhé. Đó thì được chưa? Như vậy là theo nghĩa nào đó thì cái b này nó cũng giống như là cái a này, cái a này giống như a này. Cái điểm khác biệt là như sau, khác biệt là an làm, nó làm cái thùng dữ liệu, nó luôn chứa là, nó luôn chứa là 10 số đó, còn b không phải, b nó không chứa gì cả, b nó rỗng, khi chúng ta gọi nó ra thì nó mới ra. Đây đây, chúng ta gọi cho for y chạy b nhé, chúng ta gọi ra nó mới ra như này, được chưa? Bây giờ cho gọi xong này rất là hay nhất, bây giờ tôi for là thứ hai này, for y in b print E and đây kiểm tra nhé, xem là cái gì nhá. Đấy, ra không nào? Lần thứ hai chạy thì nó không ra nữa. Vì sao như vậy? À, bởi vì như sao? Bởi vì cái kiểu dữ liệu mà generator là kiểu dữ liệu này, là kiểu dữ liệu này, là cái dữ liệu đó chỉ dùng một lần thôi. Để dùng một lần lại là dùng một lần là xong rồi. Không lại là lần thứ hai là không ăn. Sau khi dùng một lần thì bên nó chạy rỗng luôn, không có gì cả. Thì đó là cái một trong những đặc tính của cái một kiểu dữ liệu luôn là generator ở trong trong Python. Cái phần này là phần hoàn toàn nâng cao, tôi nói thêm các bạn thôi, các bạn này chưa cần biết lắm. Thế là khi nào dùng generator, khi nào là dùng cái dữ liệu tuần tự là generator, khi mà chúng ta cần tiết kiệm nhớ. Đấy, chúng ta không cần dữ liệu và chúng ta không cần phải lưu trữ cả một thùng, không cần chiếm bộ nhớ gì cả. Thế là cái chúng ta tạo một thùng như này là luôn chiếm bộ nhớ, ta có dùng nó lúc nào lôi ra lấy ra là dùng đi dùng lại nhiều lần. Còn nếu chúng ta cần cái bộ dữ liệu mà dùng một lần thôi, tiết kiệm còn nhớ, thì chúng ta dùng cách thứ hai. Cách thứ hai là đây này, cách thứ hai là cái này nhé, cách thứ hai là dùng cái này và dùng nó một lần thôi, dùng một lần thôi, dùng lần thứ hai là lần thứ hai là không dùng được, không có gì cả. Điều thứ hai mình tôi biết là 7 in b máy báo lỗi ngay, máy báo là không là false. Mà đáng lẽ ra là nó phải có lần đầu tiên, là có lần thứ hai là không được nhé. Chúng ta chú ý nhé. À không, 7 mà là 9 chứ, 9 in b kiểm tra nhé. In b này là false, mặc dù là tài liệu 9 nó có đây này. Đấy, mình tôi lại cho bạn xem nhé, để các bạn hình dung được cái generator hay như này. Đây đây nhé, đây này b nhé, còn lại này ta làm generator này. Rồi bây giờ 9 in b true hay false nào, enter true. Như vậy là dùng một lần thì dùng được ngay. Lần thứ hai 9 in b, lần thứ hai dùng lại false. Như vậy là cái b là dùng một lần thôi. Cái kiểu dữ liệu generator này dùng một lần thôi, nên là kiểu dữ liệu tuần tự đặc biệt. Cách làm cái là cách dùng là đối với dữ liệu này là nó rất tiết kiệm bộ nhớ. Thì tôi trong cuốn sách tôi có viết một chút về cái đó nhé, ở chắc phải không nhớ lắm nhé. Thì đây là phần mở rộng hơn của cái kiểu dữ liệu như là list hay là tuple, hay là kiểu dữ liệu hay còn gọi là kiểu dữ liệu tuần tự, được chưa nhé. Phần này nói thêm thôi, phần này là phần nâng cao rồi. Phần nâng cao đối với học sinh thì không thể học cái này, chúng ta phần này là phần chúng ta để làm những cái bài tập mà khác thôi. Còn đối với học sinh phổ thông để dạy các bài tập mà thi học sinh giỏi chẳng hạn, hay là bài tập thuật toán, thì chúng ta không cần đến cái kiểu dữ liệu này. Đấy, thì như vậy là ở trong Python thì cái kiểu dữ liệu thùng ấy, là dữ liệu dãy mảng hay là tuple hay là string, thì nó là kiểu dữ liệu một dạng dữ liệu đặc biệt của dữ liệu tuần tự. Quan dữ tuần tự thì ở trong Python thì rất là nhiều. Thì tuần tự có hai loại, một loại là thùng, một loại thứ hai là không là thùng nhé. Được chưa? Rồi hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé. Mọi người thấy có khó hiểu không ạ? Đúng rồi, càng ngày nó càng khó hiểu đúng không? Phần bài tập của string có rất là nhiều nhé.
Thì đến bài hôm sau, đến cái bài mà cái buổi sau ấy, cái buổi sau là tôi nó nốt sang cái phần đọc ghi tiệp, thì là coi như là xong chương trình lớp 10 đấy. Chương trình lớp 10 thì nó không thực ra nó không dạy cũng sâu như tôi nói, nên nó nông hơn rất là nhiều lần. Nhưng mà hết phần đọc tiệp là hết từ chương 10 là xong chương trình là lớp 10 tin học. Còn từ cái buổi sau nữa là sẽ phần mở rộng, chỗ thêm ra mà giáo viên cần phải biết, còn học sinh thì không cần biết. Thậm chí là ở trong chương trình tin học mà phổ thông mới đấy thì không khi tường minh lệnh là đọc ghi tệp. Nhưng mà theo tôi biết là tất cả sách giáo khoa đều sẽ nói cái bài này, vì cái lệnh đọc ghi tệp là lệnh là quan trọng. Thì cái bài hôm sau cũng là bài nằm trong chương trình tin học 10. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Tôi dừng ghi nhé. Em thưa thầy ạ. Em thưa thầy ạ. Em chào thầy ạ.